hỗ trợ phát triển các sản phẩm thế mạnh của địa phương, đưa những sản phẩm từ ngành sản xuất thực phẩm địa phương có mặt ở nhiều nước trên thế giới. Đó là điểm nổi bật trong chiến lược phát triển kinh tế tại tỉnh Bà Rịa, Vũng Tàu. Công tác khuyến công tập trung vào hỗ trợ các doanh nghiệp vừa và nhỏ với sản phẩm thế mạnh, không chỉ đóng góp vào cho phát triển kinh tế mà còn giải quyết việc làm bền vững. Đây là một trong những quy trình sản xuất sô-cô-la theo phương pháp thủ công truyền thống tại tỉnh Bà Rịa, Vũng Tàu. Thương hiệu sô-cô-la Papula vốn đã rất nổi tiếng vì là thương hiệu sô-cô-la duy nhất của Việt Nam được chứng nhận hữu cơ của Mỹ và Nhật Bản. Sản phẩm không chỉ có mặt tại thị trường trong nước mà còn xuất khẩu sang Nhật Bản, Hàn Quốc. Nguyên liệu đầu vào của sô-cô-la Papula hoàn toàn từ hạt cacao được trồng tại đất Bà Rịa, Vũng Tàu. Đây cũng là khu vực được thế giới công nhận trồng hạt cacao ngon nhất. Bên cạnh đó, nhận được sự hỗ trợ từ chương trình khuyến công quốc gia và khuyến công địa phương mà năng suất và sản lượng cacao và sô-cô-la tăng lên gấp nhiều lần. Trung tâm khuyến công tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đã hỗ trợ rất là nhiều, trong đó là coi như đặc biệt là coi như hệ thống máy móc để làm sô-cô-la. Thì nhờ vào cái hệ thống máy móc làm sô-cô-la mình bên khuyến công hỗ trợ thì mình đã đầu tư được hệ thống này và coi như mình nâng cấp được cái sản lượng và coi như chất lượng của sản phẩm đầu ra và coi như được thị trường thế giới chấp nhận và họ hiện tại đang nhập khẩu rất là nhiều sản phẩm của mình. Ngoài những cái chương trình hỗ trợ này thì có những chương trình hỗ trợ kết nối về qua cái chương trình như là tham gia hội chợ hoặc là trưng bày các sản phẩm tại các cái hội nghị những khách hàng lớn. Thì với cái nội dung hoạt động khuyến công thì trung tâm khuyến công cũng hỗ trợ doanh nghiệp trong những lĩnh vực mình có thể. Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu với lợi thế từ vùng trồng cây công nghiệp nông nghiệp như cacao, điều hay các sản phẩm từ biển đã được quy hoạch và hỗ trợ để tạo nên các sản phẩm thủ công truyền thống, tận dụng thế mạnh của địa phương, giúp phát triển kinh tế cũng như giải quyết việc làm tại chỗ. Được sự quan tâm hỗ trợ của Bộ Công Thương và Cục Công Thương địa phương, thì chương trình khuyến công quốc gia đã được triển khai trên địa bàn tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu trên nhiều cái nội dung và hoạt động khác nhau. Thông qua các cái chương trình khuyến công quốc gia thì còn hỗ trợ cho các cơ sở công nghiệp nông thôn có các cái sản phẩm được bình chọn là cái sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp khu vực. Hỗ trợ sản xuất, phân phối, quảng bá sản phẩm đối với các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất công nghiệp nông thôn là điều kiện cần thiết để phát triển kinh tế địa phương, vùng, đóng góp vào phát triển kinh tế chung của khu vực và cả nước.